Trong video này thì chúng ta sẽ học cách tính phép tính 8 cộng với 7. 8 cộng với 7 thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Ví dụ như mình có 8 quả cà chua và mình cộng thêm 7 quả nho nữa. Vậy thì tổng cộng mình sẽ có bao nhiêu quả? Ở đây thì chúng mình hãy tạm dừng video lại và thử xem mình có thể tự tính được phép tính này không nhé. Được rồi, bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau. Khi muốn lấy 8 cộng với 7 thì mình sẽ nghĩ là mình có 8 quả lúc đầu và sau đó mình sẽ tiếp tục cộng cho đến khi nào mình được nhóm 10 đầu tiên. Và sau đó mình sẽ xem mình cần phải cộng thêm bao nhiêu quả nữa để đủ là mình đã cộng 7 quả. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ vẽ ở phía dưới nhé. Mình có 1 quả cà chua này, 2 quả cà chua, 3 quả cà chua, 4 quả cà chua, 5 quả cà chua, 6 quả cà chua, 7 quả cà chua và 8 quả cà chua. Vậy là mình đã có 8 quả cà chua rồi. Và mình sẽ cần cộng thêm 7 quả nho nữa. Vậy thì mình sẽ cộng thêm 1 quả nho, cộng thêm 2 quả nho. Và ở đây thì mình sẽ tạm dừng, bởi vì mình đã thấy là mình đã có một nhóm 10 đầu tiên. Mình đã có đủ một nhóm 10, trong khi mình chỉ cần cộng thêm có 2 quả nho thôi mà đã đủ một nhóm 10 rồi. Vậy nên mình sẽ tạm dừng ở đây và mình sẽ đóng khung nhóm 10 này. Mình đã có 10 quả. Mình có 10 quả ở đây và mình có thể viết số. Mình có thể viết số 1 ở đây. Số 1 này sẽ tượng trưng cho một nhóm 10 hay là một chục, và nó sẽ là số ở bên trái. Được rồi, bây giờ thì mình cần cộng thêm 7 quả nho cơ mà, nhưng mình mới cộng có 2 quả thôi. Vậy nên đây sẽ là quả thứ 3, quả thứ 4, quả thứ 5, quả thứ 6 và đây là quả thứ 7. Và vậy thì mình đã có một nhóm 10 ở bên này. Mình đã lấp đầy được một nhóm 10 và nhóm 10 đó được biểu diễn bởi số 1. Và mình biết là kết quả sẽ là số có 2 chữ số. Ở bên trái sẽ là số 1 bởi vì nó đứng ở hàng chục và nó sẽ đại diện cho một chục. Một chục ở bên này. Đây là một nhóm 10. Và bây giờ mình còn 5 quả nho ở bên này nữa. Mình còn 5 quả nho ở đây nữa. Mình sẽ đóng khung nó lại. Mình có 5 quả nho ở đây và mình sẽ viết số 5 ở đây. Kết quả sẽ là một chục và 5 đơn vị. Vậy thì 8 cộng 7 sẽ bằng mấy? 8 cộng 7 sẽ bằng một chục cộng thêm 5 đơn vị. Và chúng ta sẽ ôn lại một chút là số 15 đại diện cho cái gì nhé. Số 1 ở trong số 15 đại diện cho một chục. Vậy nên mình có thể viết lại đây là một chục cộng thêm 5 đơn vị. Cộng thêm 5 đơn vị. Vậy nên một chục cộng với 5 đơn vị thì cũng sẽ bằng 10 cộng thêm 5. Vậy nên 8 cộng 7 sẽ bằng 15. 15 chính là bằng một chục cộng với 5 đơn vị. Một chục cộng với 5 đơn vị lại bằng 10 cộng thêm 5. 10 cộng thêm 5.